bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Lâm Tâm Như nhan sắc xuống cấp, đeo trang sức 20 tỷ vẫn không cứu nổi. Mới đây, lễ trao giải Kim Chung năm 2024 gây chú ý toàn cầu với sự tham gia của nhiều ngôi sao showbiz đình đám. Trên thảm đỏ, Lâm Tâm Như xuất hiện với layout thanh lịch, cô diện mẫu đầm quê đen dài chấm gót, ôm trọn đường cong cơ thể. Theo Ellie Chung, Lâm Tâm Như đeo bộ trang sức thuộc bộ sưu tập Serpenti của thương hiệu Bulgari có trị giá 26 triệu đài tệ, 20 tỷ đồng. Cả vòng tay, nhẫn và vòng cổ có thiết kế hình rắn đặc trưng của bộ sưu tập, xung quanh được dát đầy kim cương cao cấp. Nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách dù khoác lên người bộ cánh đắt tiền nhưng cũng không thể cứu được diện mạo có dấu hiệu xuống sắc của Lâm Tâm Như. Ở một vài khoảnh khắc, người đẹp Hoàn Châu Cách Cách còn để lộ hai bắp tay thiếu săn chắc. Gương mặt của Lâm Tâm Như cũng đã xuất hiện nếp nhăn ở đôi mắt, rạnh cười khiến nhiều người tiếc nuối cho biểu tượng nhan sắc một thời của làng giải trí Hoa ngữ. Đang nói tại Kim Chung năm 2024, bộ phim Sinh Thời do Lâm Tâm Như sản xuất đã thắng 6 hạng mục. Đây được xem là cột mốc lớn trong sự nghiệp của người đẹp. Trong thời gian qua, nữ diễn viên sinh năm 1976 đang xây dựng thế lực với tư cách là nhà sản xuất tại Đài Loan, Trung Quốc. Hiện ở tuổi 48, Lâm Tâm Như ưu tiên phong cách thanh lịch, trưởng thành với những gam màu trung tính, dịu mát. Tuy vậy, người đẹp vẫn không tạo cảm giác nhàm chán với khán giả vì luôn bắt trend với các form dáng mới mẻ nhất. Trong ảnh, cô diện mẫu áo lệch vai đang cực kỳ thịnh hành trong năm 2024. Lâm Tâm Như là sao Hoa ngữ nổi tiếng, sinh năm 1976 tại Đài Loan, Trung Quốc, sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả nhưng không hạnh phúc. Lâm Tâm Như sớm rèn thói quen tự lập, mạnh mẽ khi đối diện với mọi chuyện. Điều này giúp nữ diễn viên dễ dàng thích ứng với môi trường làm việc khắc nghiệt và giữ vững vị thế trong thị trường giải trí Trung Quốc. Khi xem Hoàn Châu Cách Cách, khán giả đều bị ấn tượng với hình ảnh Hạ Tử Vi dịu dàng hiệu chuyện của Lâm Tâm Như. Cụm từ đó, Lâm Tâm Như luôn gắn liền với hình tượng này và từng có một thời gian, công chúng tin rằng cô thật sự hiền lành như vai diễn của mình. Tuy nhiên, những phút của Lâm Tâm Như đã nhanh chóng xuất hiện và cụm từ đây cô bị công chúng quay lưng. Năm 2004, Lâm Tâm Như khi tham gia một show ở Đài Loan cũng tiết lộ cô từng bị một nam diễn viên lợi dụng cảnh hôn để dở trò xấu. Mặc dù người đẹp 7X không chỉ đích danh ai, nhưng Châu Kiệt, bạn diễn của cô trong Hoàn Châu Cách Cách, đã lọt vào tầm ngắm. Vì chuyện này, Châu Kiệt phải mang trên mình cái danh kẻ xấu và câu nói của Lâm Tâm Như như một kéo nước lạnh dội thẳng vào sự nghiệp đang bùng cháy của anh. Sự nghiệp của nam diễn viên sinh năm 1970 đã tụt dốc không phanh, cuối cùng anh chỉ có thể từ bỏ làng giải trí để về quê làm ruộng. Mãi đến năm 2020, Châu Kiệt mới phủ nhận việc mình lợi dụng cảnh hôn để quấy rối bạn diễn và chê Lâm Tâm Như sống giả tạo. Hướng chỉ trích lại chĩa về phía Lâm Tâm Như, nhưng người đẹp mỹ nhân tâm kế trả lời rằng do khi quay phim cô vẫn còn trẻ, chưa có kinh nghiệm nên mới nhạy cảm hơn bình thường. Một câu nói bình thản như không của Lâm Tâm Như đã hủy hoại sự nghiệp của đồng nghiệp và nhiều năm sau, cô lại đứng ra phủ nhận chuyện xưa. Lúc này Châu Kiệt mới được giải oan nhưng anh không còn muốn quay trở lại showbiz nữa. Công việc ruộng vườn của Châu Kiệt giúp anh ăn nên làm ra và tích lũy được khối tài sản 100 triệu tệ, khoảng 350 tỷ đồng. Theo nguồn tin tiết lộ, Lâm Tâm Như có khối tài sản lên đến 1 tỷ tệ, khoảng 3.500 tỷ đồng với cô sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu tệ để sắm cho con gái những món trang sức đắt giá. Tuy nhiên, bà xã Hoắc Kiến Hoa lại bị nói là một người keo kiệt trong các hoạt động thiện nguyện. Trang NetEase cho biết, Lâm Tâm Như đã từng tham gia 65 hoạt động liên quan đến từ thiện, nhưng tổng số tiền mà cô quyên góp chỉ có 300.000 tệ, khoảng 1 tỷ đồng. Khi đêm hội từ thiện Baza vẫn còn được tổ chức, Lâm Tâm Như cũng chỉ đến đó làm màu chứ khô không hề quyên góp, trong khi những ngôi sao khác đều hào phóng chi ra ít nhất 500.000 tệ để làm thiện nguyện. Vậy nên không ít người đã chỉ trích Lâm Tâm Như thích phong bạt để lấy tiếng thơm chứ thực tế cô chẳng có ý định làm từ thiện. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.